xin được kính chào tất cả quý cô chú anh chị. Em xin giới thiệu, em là Sơn, nhân viên kinh doanh của công ty Atop. Và tiếp theo những clip giới thiệu những sản phẩm đến từ những thương hiệu lớn của Nhật Bản. Thì clip này thì em xin giới thiệu tiếp những sản phẩm đấy. Thì như anh chị đã có thể nhìn thấy trên màn hình của máy tính điện thoại của anh chị, thì ở đây em đã có khá là nhiều hãng nổi tiếng. Thì thương hiệu đầu tiên em muốn giới thiệu đến anh chị đấy là thương hiệu Top Top Koyo. Đây là một trong những thương hiệu đứng top đầu Nhật Bản luôn. Đó thì hãng Top này thì có thể những clip trước em đã giới thiệu qua những sản phẩm của Top rồi. Thì những sản phẩm của Top thì rất là đa dạng, kìm, cờ lê, mỏ lết, hay là cái lắc tay, cái tay vặn đó, nhiều lắm. Nói chung là Top họ sản xuất khá là đa dạng sản phẩm. Thì đây sản phẩm đầu tiên muốn giới thiệu đến chị đến là sản phẩm Classic. Classic thì để làm gì? Classic này thì để anh thợ sửa chữa, sửa những cái ống to, cái đường kính lớn ấy. Thì những con clay nhỏ thì thường nó không thể sử dụng được, thì họ sẽ phải sử dụng những clay xích như này. Thì như ảnh minh họa thấy ở đây thì họ cũng có ảnh minh họa ở đây đó. Họ đừng vặn những đường ống nước lớn ấy, hoặc là vặn những đường ống nước mà nhựa được, có kim loại được. Đấy, còn đây là sau thì cái đường kính của con này nó lên đến là đường kính là nhỏ nhất là từ 26, lớn nhất là 200mm. Đây là đường kính của nó. Và chiều dài của dây xích là 230mm. Rất là dài. Đó. Ở trên thân của cái này nó có thông số này, chiều dài của nó, cái đường kính của nó là 200mm. Sử dụng thép CRV. Mà còn lại thì nó có mã sản phẩm. Mã của hôm nay là TVK250, thương hiệu Top, Made in Japan. Đó. Thì đây, anh ví dụ anh chị có thể sử dụng trong ống nào đấy thì anh sẽ quấn vào. Nó dài quá là nó cũng hơi dối. Đó, phần này nó sẽ móc vào đây. Đây, ở đây là cái phần này. Đây, phần này nó giữ vào ống này. Phần này nó vừa giữ ống thì phần dây xích cũng giữ ống luôn. Đấy, thì anh chị có thể lắp vào đây. Lắp dây xích vào đây. Đây, mình có thể điều chỉnh được bằng cách mình sẽ ở đây ở phần cán này, nó sẽ có cái rãnh ở đây, anh chị lắp cái phần xích của mình vào đó. Đấy, và cái rãnh này thì anh chị điều chỉnh theo cái kích thước mà anh chị muốn vặn luôn. Vâng, và đây là sản phẩm TVK 230 đến từ thương hiệu Top. Đấy, anh chị có thể nhìn thấy những cái mặt xích của nó đây. Chất độc kim ạ, CRV, chrome vanadium. Và đây là sản phẩm TVK 230 đến từ Top. Tiếp theo em đến với cái dòng mà mỏ lết Zero. Kích thước mỏ lết này thì nó cũng có nhiều kích thước lắm. Em lấy đại này trong số đấy một cái kích thước ở đây. Thì con này nó có mã là khoảng HM38. Đây, con này là cái mặt sau là
Thì như ở ảnh mô tả của sản phẩm thì ở đây con cá lê này, cái phần con sâu này thì nó sử dụng hai con sâu để tối đa hóa cái quá trình vặn. Thì khi anh chị vặn mồi lớn thì nó, bởi vì nó sử dụng hai con sâu nên nó rất khó để có thể bị trôi ra được, con sâu có thể bị trôi được, nên là nó không gặp những tình trạng mà khi anh chị vặn thì nó sẽ bị lật cái thông số mình vặn đâu, nó không bị rộng ra đâu. Để bao nhiêu thì sẽ bao nhiêu. Như ảnh mô tả của nó, ảnh bản nhận kỹ thuật của nó thì con này nó có chiều dài 263 mm. Đấy, độ ở đây nó không có độ màu hàm nhỉ. Đấy, khi mà nó mở tối đa thì nó kích thước là 76 mm. Cái bề ngang của cái miệng này thì nó sẽ kích thước là 9 mm. Ở phần chu cầm thì nó sẽ kích thước là 10.5 mm. Đấy, con sản phẩm này thì nó độc đóng gói rất là đẹp, đóng gói hộp đường hoa top zero này. Bởi vì nó sử dụng hai con sâu nên là cái độ dơ nắp của nó cũng rất là thấp, chỉ có thể nắp rất là mạnh nhưng mà cái độ dơ nắp của nó cũng gần như là không có, nó chỉ có chút chút thôi. Đấy, bởi vì làm ra công cơ khí thì nó sẽ không thể 100% được, đó nó vẫn có một hơi thôi. Bình thường những con khác là lắc nó biết ngay, nhưng ra ngoài lắc thì thực ra mình cầm tay vào mình mới cảm nhận được nó có lắc mạnh thì mình mới cảm giác được nó có độ dơ lắc cực kỳ nhỏ ấy. Mình cần phải lắc thôi, chứ nếu mà để lắc tay thì mình không cảm nhận. Đây thì ở phần đầu này thì nó có vạch chia luôn, phải chia từ không, chắc là từ không đến 40 mm. Mổ tối đa nó chỉ được khoảng 38, tối đa là 38 đó. 38 thì bởi vì cái mão nó hát mà 38 mà, hay là cái độ mổ tối đa nó được 38 mm, hát mà 38. Đây là phần tay cầm thì họ sử dụng một cái loại vật liệu phủ lên kiểu nhám nhám ấy, đó nó nhám nhám đó, độ mỏng tối đa của nó là 38 mm. Thì những cái dòng sản phẩm tốt ấy, so những anh chị sử dụng lâu đời thì anh cũng có thể biết đến những cái dòng mà mỏng nét con lobster, mỏng nét con tôm ấy. Thì sự khác biệt giữa hai cái phiên bản này của hai hãng này ấy, thì khi anh chị mở ra cái phần nhô ra của cái dòng sản phẩm tôm này nó rất là hẹp, nên là cái quá trình mà anh chị vặn nó rất là tiết kiệm được cái diện tích đó, nó không bị thừa ra quá là nhiều. Nhưng mà hình như là để em xem nào. Con này thì nó đóng được hết cỡ luôn đó, từ 0 đến 38 mm, hết cỡ 38 mm đó, nhiệm nhám anh chị nha. Ở trên thân của con mỏi thì nó có mã sản phẩm ở đây, HM38, thương hiệu tốt, Made in Japan, CHV. Tay cầm thì được phụ với lớp nhựa nhám, nhìn thì có thể anh không nhận ra, nhưng mà cầm vào thì đây là một dòng nhựa nhám chứ không phải là kim thép. Em xin lỗi, nhầm chữ. Và đây là sản phẩm HM38 dòng Zero, hai con sâu đó. Tiếp theo đó là một cái dòng mỏ lết loại là nhỏ nhỏ, cái độ mở hàm của nó từ 8-30 mm, cũng đến từ thương hiệu tốt. Trên lòng bàn tay thì nó chỉ nằm ở khoảng gọn ở trong cái lòng bàn tay của em thôi, mà cái độ mỏ hàm của nó thì từ 8 đúng ta, từ 8 đúng không, từ 8 đến 30 mm. Tay cầm của này thì làm từ cái dòng nhựa nhúng, thì ở trên tay cầm thì nó có thương hiệu là tốt, mã của sản phẩm là HI30S Japan, độ mỏ hàm từ 8-30 mm. Đấy, nó rất nhỏ, nằm vừa trong lòng tay em thôi.
đấy, khi chị mở hết cỡ ra thì cái phần ở lưỡi hàm này thì nó rất là bé. Cái sản phẩm cốt vừa nãy ở cái sản phẩm cái sản phẩm HM38 vừa nãy thì em quên mất là chưa giới thiệu những cái dòng mỏ led của tôi ấy. Thì ở cái phần này anh chị có thể thấy không, là cái phần tiếp xúc này, tiếp xúc với phần dịch chuyển được này, với phần thân mỏ led này, thì cái độ tiếp xúc nó rất là lớn. Đây chị có thể thấy không? Đó, đây phần tiếp xúc nó rất là lớn nhá, rất là lớn. Thì thường thường là những cái dòng bình thường ấy thì họ chỉ vặn được một chiều thôi. Đó, bởi vì phần chịu lực chính thì nó vẫn nằm ở phần thân này, nhưng mà với những cái dòng của top ấy thì nó sẽ vặn được hai chiều, vặn ngược lại cũng được, bởi vì là cái phần tiếp xúc nó rất là lớn đấy, nên là nó có thể chịu được thêm lực nữa. Còn như em xem nhà một số dòng mỏ led khác thì cái phần tiếp xúc này nó rất là bé, thế nên là chủ yếu phần chịu lực của những cái dòng đấy thì nó vẫn phụ thuộc vào cái phần cố định này, còn phần trượt này thì nó khá là bé. Đó là với những cái dòng phẩm mỏ led của top. Đấy, mở hết cỡ đây là nó rất là mượt, anh chịu được không? Em bước nhỏ tay nhá. Đấy, nó mượt lắm anh chị ạ. Đó, bởi vì là cái độ mở hàng của nó từ bắt đầu từ 8 mà. Đó, đây là nó trên đây là nó dừng này rồi. Đó, đây là mã HI30S. Sản phẩm tốt. À, từ đấy sau đấy thì em muốn giới thiệu những dòng sản phẩm mà đến từ thương hiệu Chuda. Thì thương hiệu Chuda là thương hiệu chuyên biệt kiềng mà anh chị đã biết. Ở những clip trước thì em đã giới thiệu về những dòng sản phẩm của hãng Chuda rồi. Thì ở đây em có hai sản phẩm đến từ thương hiệu Chuda. Đấy là dòng kim bấm cốt. Bấm cốt thì em nhà em có rất là nhiều kích thước. Thì con này nó nhỏ gọn thì em giới thiệu cho anh chị thôi. Nhiều lắm, nhà em có nhiều dòng lắm, có dòng bấm cốt, cái dòng cốt chuyên dụng của Nhật ấy. Đó, có những cái dòng chuyên sử dụng những đầu cốt của Nhật. Thì nhà em có những cái dòng kích thước từ 5,5mm này, 8mm này, 14mm này, 22 và 38. Đó. Đó. Nếu mà là người dùng kỹ tính thì anh chị có thể quan sát kỹ ở đây. Đó. Thì anh nghe anh một cái sản phẩm mà được sản xuất tốt thì anh chị có thể thấy cái phần nhựa anh làm rất là đều, nó không có những cái via nhựa mà họ đã xử lý hết những phần via nhựa này. Đó là cái độ hoàn thiện sản phẩm nó rất là tốt ấy. Anh chị có thể quan sát thấy, em sẽ cho anh chị quay xung quanh. Đó, những sản phẩm của Nhật họ đã gia cố làm rất là cẩn thận đấy. Người Nhật là một trong những quốc gia rất cẩn thận và kỹ lưỡng trong những quá trình là xuất khẩu sản phẩm nông sản phẩm họ đi. Đó, và con này nó có mã là TP3. Đó, mã của nó là TP3. TP3. Thì con này nó sẽ sử dụng cho những loại cốt này, anh chị quan sát đây, cốt trẻ đây, bên trong này chỉ bấm một cốt trẻ thôi, cốt này, nó vào trên thân này họ cũng in luôn, 1.5, 1.5, 2 và 3.5. Đây, họ ghi rất rõ đấy. Con này nó sẽ sử dụng hai chuẩn GIS và tiêu chuẩn công nghiệp của Nhật Bản GIS và một tiêu chuẩn nữa là ISCDIN. Đây, thì tiêu chuẩn của Nhật nó sẽ kích thước là 0.5, 1.25, 2 và 3.5. Ở đây, ở trên thân thì ghi rõ luôn. Đó, một bên là nó sẽ có tiêu chuẩn là GIS. Đây, còn bên nó sẽ có tiêu chuẩn là ISCDIN. Đó, thế đến là em giới thiệu anh chị là
dòng kính đa năng, mã của nó là AP01. Thì cái dòng kính này nhà em có kích thước từ nó có mã từ AP01 đến AP06, thì nó sẽ có những tùy chỉnh riêng so với những cái dòng kính đó. Kích thước của nó, hình dáng nó như này, nhưng mà cái thông số kỹ thuật nó sẽ khác đôi chút. Có dòng thì nó cắt được cốt nhựa, có dòng này thì nó chỉ cắt được những loại cốt thông cốt kim loại luôn, nó không có phủ nhựa đây. Đấy, chiều dài của con kim này là 230mm. Ở phía mặt sau họ đã ghi chú rất nhiều cái thông tin đó, nhưng mà phần đầu này đấy, anh chị có thể nhìn thấy đây, phần đầu chuyên để cắt dây điện đó, phần đầu chuyên để cắt dây điện đây, phần đầu đây, phần đầu chuyên để cắt dây điện. Tiếp theo đến là phần bấm cốt đó, đây là phần bấm cốt này. Kích thước cốt là 1.25, 2 và 5.5. Đấy, phần bấm cốt, cắt dây, bấm cốt này. Tiếp theo là cái phần này ở giữa đây, đó là cái phần cắt bu lông. Và nó sử dụng trong những loại bu lông như là M2.6, M3, M3.5, M4 và M5. Đó, tiếp theo là phần bấm cốt tiếp, thì đây là họ sử dụng theo những cái kiểu bấm cốt khác nhau, đây là hình dạng kia bấm khác nhau này, nó khác này, phần bấm cốt. Và cuối cùng là phần tút dây, thì cái phần tút dây này thì nó sẽ tút được những cái dòng dây có kích thước là 0.75, 0.9, 0.25, 2.0, 3.5 và 5.5. đó, wire stripper. Đây là phía sau, con kìm rất là đa năng, rất nhiều công tính năng có một sản phẩm như này. Ok, tiếp theo em xin giới thiệu những dòng sản phẩm đến từ thương hiệu Anex. Thì cái clip trước em cũng giới thiệu về những dòng sản phẩm Anex của Nhật. Thì những dòng sản phẩm Anex ấy thì họ cũng chuyên về Covid, chuyên về Covid ở bút thử điện. Đây em xin giới thiệu dòng sản phẩm là tua vít cách điện 1000V. Tua vít cách điện 1000V này có thể phần thân cũng rõ luôn. Đó, 1000V này đây. Cái này chuyên để cho anh chị sửa, anh chị làm sửa chữa. Đó, rất an toàn. Ở bên nhà thầy họ đây, bản thân nhà đây. Đó, người này họ rất là thật, tuy người ta sử dụng sửa chữa trong những cái đồ sản phẩm điện, nhưng mà họ vẫn đeo theo những tay bảo hộ đó, cho an toàn nhất có thể. Chất lượng rất cao rồi nhưng mà họ rất là cẩn thận. Đấy, cái dòng này thì nó kích thước từ nhỏ đến to, dòng hai cạnh và đầu bốn cạnh, đầu các nhà họ là cái điện vô tay cầm thì nặng tròn, anh chị có thể cầm nắm thật cao. Phần này đúng là vào cái phần móng cái anh chị vặn luôn, móng cái là phần áp út, phần móng giữa để vặn, nó rất là nhẹ. Mã của nó là Anex 707900. Đấy, anh chị cần đặt 7900 thôi, và anh chị cho em cái kích thước thì em sẽ gửi cái giá của sản phẩm cho anh chị. Anh chị nếu mà đặt hàng thì anh chị sẽ đọc cho em một cái mã sản phẩm. Ví dụ như mã đây là sản phẩm nào em đọc mã, ví dụ như mã đây em sẽ đọc là mã Anex NO790. Thì anh chị cần là cái kích thước này bao nhiêu, thân này bao nhiêu, ví dụ thân này là 6mm chẳng hạn, đầu cộng mấy, cộng 1, cộng 2, cộng 3, hay là đầu trừ mấy, trừ 5, trừ 6, trừ 4, trừ 3 gì đấy. Đó, và cái chiều dài này đây là bao nhiêu, thì em sẽ tư vấn cho anh chị dùng cái dòng sản phẩm Covid này. Đó, những sản phẩm đây em đều đọc mã hết nhá. Ok, tiếp đến là một con Covid ở đây. Nhà em có cái dòng nhỏ nhỏ này, chuyên để sửa chữa linh kiện. Đây, con nhỏ nhỏ này nó mã là NO3450. Đấy, cái phần chui cầm này, phần để cái chui cầm này nó có thể di chuyển được, để chị thao tác rất dễ. Đấy, đấy, chị cầm như này. Đó, nó có cả đầu cộng, đầu trừ và đầu giác, bé bé này nó hết thì khó.
À, những dòng này thì nó có đầu cộng, đầu trừ, đầu lục giác. Đó, nhỏ lắm. Con này chuyên để vặn những sửa đồng hồ, sửa điện thoại hay là sửa những cái đồ điện nhỏ nhỏ thôi. Kiểu kiểu vậy. Đó, ở trên thân. Cái thân thì nó chưa có mã đây. Đó, body nó mã là NXNO3450. Đầu nó là trừ 1.8 nhân 50mm, à 50 đây. Nó sẽ tính là từ phần tiếp xúc với cả tay cầm đến phần đỉnh, à, phần đầu vặn đó. NXNO3450. Anex tiếp theo là NXNO900. Đây nó là một bộ NXNO400, à 900. Thì bộ này nó sẽ kích thước là từ trừ 1.2 này, chuyên sửa chữa những đồ điện nhỏ ấy, trừ 1.2, trừ 1.8, trừ 2.3, trừ 3, đầu cộng 0.0 và đầu cộng 0. Bằng dưới đây. Đỉnh với tay cầm này họ không có sử dụng để quay được. Chị dễ không ta? Đây, chị quan sát bằng tay à. Nó rất là ngắn, chưa để sửa chữa đấy. Đây anh chị giờ nếu mà sử dụng quen thì họ có dùng cái màu để anh chị có thể để đồ xa đây. Chị có thể chọn cái gì, anh chị chọn bằng màu luôn. Đó, dễ. NXNO900. Và tiếp theo của bản nữa là cái đầu chuyển từ máy khoan sang máy vặn vít ạ. Đây chị thấy mặt thêm mặt sau mặt trước này. Đây con này thì anh chị đổ được cái đầu vít. Con này sử dụng được cho dòng điện 18V. Mã của nó là AKL190E. Nó nhẹ hơn rất nhiều và biến trục nó. Điều chuyển đi. Mở rất là rộng. Đấy, rất là trơn tru luôn. Hôm nay thì anh chị thay được. À, cái phần này em quên. Phần này mình chỉ dùng mở hết thì mở ra, đấy là cơ lê mở ra thì mới cần thay được, cũng rất là chậm. Muốn thay thì anh chị thì mở ra, mở hết thì mở ra. Đó, em không vặn bởi vì sợ vặn tay quá thì nó sẽ làm sức này. Đó, cái này sẽ mở ra, để cái này mở ra. Đây là đầu chuyển từ máy khoan sang cái đầu mũi vặn vít. Mã của nó là AKL190E. Cái phần này thì anh chị mở ra thì anh chị sẽ mở như này. Anh chị sẽ cầm cái rút này ra. Đó, rút ra nha. Đó, như thế này. Một số dòng thì nó sẽ kéo xuống, cái dòng này thì nó sẽ rút ra. Ra để chị để thay đấy nha. Đó, cái hoạt động như vậy, em muốn thay đầu cộng, đầu trừ hay là đầu đấy, kích thước là cộng bao nhiêu hay trừ bao nhiêu thì chị rút ra, thay rất là dễ dàng. Cái này nó sử dụng cho điện có thể sử dụng trong những loại máy điện là 18V. Đây, nó lưu ý là sử dụng cho những dòng máy điện ở 18V nha. Cái này là những sản phẩm Anex, tiếp theo với sản phẩm Edisu. Edisu đây,
em đi xu những cái tí trước em giới thiệu là dòng này nó chuyên về phong thủy đo góc đó, em đi xu cái phần dung dịch bên trong này thì họ sử dụng những dung dịch phát quang. À, anh chị có thể dùng trong những điều kiện bị thiếu ánh sáng thì đấy là một cách nó vẫn có thể hiển thị được. Thì cái dòng Ebisu này nó sẽ chia những cái dòng vạch, những vạch chia của nó này. Những con nào anh chị có thể quan sát, những con nào nó có cái thể chia nhiều thì cái độ chính xác nó rất là lớn. Đó, đây là mặt trước của nó. Đây là mã của nó là EAD15N. Thì cái dòng Ebisu này nhà em có kích thước rất là nhỏ như này. Còn những con dài đến khoảng 30-60 phân, nó cũng là dài trước rất nhiều. Ở phần đáy này có nhiều anh chị thắc mắc là phần đáy thì tại sao nó vát như này. Thì bởi vì là phòng vát như này để mình thực tế rất là thực mình ấy. Thì khi anh chị đo trên cái vật liệu mà cái nó có mặt cong ấy thì anh chị để lên này. Đó, để lên như này thì mới đo chuẩn được. Cong này thì nó sẽ ôm này luôn thì mới đo chính xác được, chứ nếu mà anh chị để vào phẳng thì anh chị không thể đo được. Mà phẳng như này thì sao mà đo được luôn, nó sẽ như này. Hãy đo những con cong, những cái mặt cong như ống này, dạng ống này thì nó sẽ dùng cái phần này. Ok, và clip giới thiệu những dòng sản phẩm đến từ thương hiệu Nhật Bản của em đến đây là kết thúc. Cảm ơn tất cả quý anh chị đã cùng nhau đón xem cái video này. Cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều.